Trọng kính quý cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến. Lời Chúa hôm nay nói rằng phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Anh chị em, chúng ta so sánh cái chết của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm với cái chết của Đức Giêsu Kitô, thì anh chị em thấy cái chết nào thương tâm hơn? Tôi thì tôi thấy có lẽ là cái chết của Chúa Giêsu thương tâm hơn. Chúa Giêsu Ngài cũng bị môn đệ phản bội, Giuđa bán Ngài 30 đồng bạc và nộp Ngài bằng một nụ hôn. Rồi Ngài cũng bị người anh em, những đồng bào của mình tố cáo mình ra hội đồng cộng tọa, ra tòa án Pilato xét xử. Và bản án cuối cùng là bản án tử hình, chết nhục nhã trên thập giá. Ngài bị tử hình, bị đóng đinh trên thập giá. Một cái sự đau thương hơn là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cố Tổng thống thì cũng bị những người thân cận, những người đồng minh của mình phản bội và đã đảo chính Ngài và đã giết Ngài. Chúng ta thấy rằng những người công chính bị giết hại thì trước thời Chúa Giêsu thì họ coi thường cây thập giá. Họ coi thập giá là một cái sự mà gian ác, Thiên Chúa chúc giữ cho những người nào phải vác thập giá và phải bị đóng đinh trên thập giá. Thường là những kẻ ăn cướp, giết người thì thường bị tử hình, đóng đinh trên thập giá. Nhưng mà sau thời Chúa Giêsu thì lại có nhiều người công chính bị giết, bị đóng đinh. Sau thời Chúa Giêsu là trước tiên là kể đến các tông đồ. 12 tông đồ thì ngoại trừ Giuđa Iscariot, ngoại trừ Gioan, thì 10 tông đồ còn lại thì cũng bị chết một cái cảnh tang thương, chết đâm chết chém. Đấy là cái dùng từ giang hồ. Còn nếu mà dùng từ lịch sử hơn thì là 10 tông đồ cũng bị chết tử vì đạo. Và chúng ta thấy rất nhiều người công chính bị chết tử vì đạo. Chẳng hạn như là Đức Tổng Giám Mục Romero, khi Ngài đang dâng lễ thì Ngài cũng bị bắn một loạt đạn và Ngài chết trên bàn thờ. Bởi vì Ngài binh vực dân chúng, chống lại những độc tài, độc ác. Và chúng ta thấy rất nhiều người công chính bị giết hại. Hay là như Mục sư Luther King cũng binh vực những người da đen, nô lệ. Rồi những vị đáng kính trọng như là Thánh Gandhi ở Ấn Độ cũng bị người ta giết chết. Và sau này thì rất là nhiều người bị những người công chính bị sát hại vì lẽ công chính, vì lối sống của họ mà những người độc tài họ giết chết. Gần đây thì chúng ta thấy những người không đến nỗi bị giết chết nhưng mà cũng bị tù đầy, như là luật sư Lê Công Định, hay là như Trần Huỳnh Duy Thức, như là mẹ Nấm. Rất là nhiều người bị thập giá. Ngày hôm nay là lễ các thánh, thì chúng ta thấy các thánh có một cái điểm chung là thánh nào cũng có một cái dấu ấn thập giá, không thập giá lớn thì thập giá nhỏ. Nói chung là đã đi theo đường công chính thì là phải có thập giá. Thập giá là cái sự đau thương nhưng mà nó có giá trị rất lớn lao. Xưa nay anh chị em thường hay hiểu là thập giá là sự cam chịu, một cái sự tiêu cực, nhưng mà không phải vậy. Thập giá là rất là tích cực, là can đảm. Con đường anh chị em đi chắc chắn là con đường chông gai, là con đường đi vào dấu chân của Chúa Giêsu thì chắc chắn là con đường thập giá. Chứ còn nếu mà anh chị em cứ thích sung sướng thì không phải là con đường thập giá. Chúng ta đi theo lẽ công chính, chúng ta phải chấp nhận thập giá. Và chúng ta biết rằng con đường đó đi sẽ có thập giá, có thể bị tù đầy, nhưng mà người ta vẫn cứ đi. Sự hiện diện của anh chị em ở đây hôm nay thì tôi cũng thầm cảm ơn anh chị em. Mặc dù tôi chả có trách nhiệm gì cảm ơn anh chị em, nhưng mà tôi cũng cảm ơn vì anh chị em đã dám đứng về những người công chính, dám đứng về cái lẽ phải.
Và cái sự hiện diện của anh chị em nếu mà đông hơn thì sẽ làm cho những người công chính đỡ bị giết hại. Nếu mà anh chị em có can đảm, có dám xác định cái lương tâm của mình, đứng về lẽ công chính bằng một chữ ký hay là bằng một tấm băng rôn biểu tình, để mình đứng về phía lẽ phải, đứng về phía lẽ công chính và mình bênh vực những người công chính, thì có lẽ là những người công chính đỡ bị giết hại hơn. Thế thì tóm lại, bài phúc âm hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị em một chút. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người công chính không bị bắt hại nữa. Những người đang bị tù đầy vì lẽ công chính sẽ được thả tù. Và như vậy thì cái lẽ phải, cái công bình, bác ái, cái nhân quyền sẽ hiển trị trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Amen. Chúng ta cùng